Hai, chào gia đình yêu thương của Út nha. Chào gia đình tuần mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn nha cả nhà. Rồi, rỡ rồi. Tới thám tử rồi. Thám tử xanh mặt rồi. Thám tử tưởng không ai dám làm thì thám tử. Thám tử tưởng là những chuyện thám tử làm không ai biết. Đã, giấy mà đòi gói lửa. Nếu mình muốn người ta không biết thì đừng có làm. Mà đã làm rồi á thì đừng bao giờ, không bao giờ tránh khỏi cái chuyện người ta sẽ biết. Đúng không cả nhà? Đó, thám tử kỳ này no rồi. Lên chói dữ ra. Chia tay đầu quà ha, đầu quà ha. Chửi Mạnh Thường Quân luôn. Lên ngồi giỏng giạc. Chửi chỉ mặt Mạnh Thường Quân chửi luôn. Chửi không còn gì luôn. Đó, lòi mặt ra chưa thám tử? Hả? Lộ bộ mặt thật chưa? Hả? Những cái fan bò đâu? Những cái fan u mê đâu? Vô coi kìa. Vô coi cách hành xử của thám tử đối với Mạnh Thường Quân kìa. Đó, có ba căn nhà thôi. Mà nó đi nói với Mạnh Thường Quân nào cũng là ba căn nhà chưa đủ, giống y như con mẹ Tiên Ngáo. À, góp gạch xây mộ cậu, góp đã gần 100 cái mộ rồi mà vẫn nói Mạnh Thường Quân là chưa có đủ gạch xây mộ cậu, để mộ cậu 2 tháng chờ chưa làm. Hồng Loan mà không can thiệp giờ này chưa làm nữa. À, y chang luôn, nó chụp đúng ba cái nhà của ai thôi mà nó lên nó gặp bà ba A, bà B, bà C, bà D. Bà nào nó cũng nói là chưa đủ. Đó, nó ăn hơi bị nhiều trong ba căn nhà đó mà người dân lại không có ăn. Đó, nó cất nhà sơ sài, nó lấy là danh nghĩa của nó, nó nói là nó làm ăn được, nó giúp đỡ bà con, nhưng bà con đâu có biết đó là tiền của Mạnh Thường Quân, nó ăn xé ăn bớt biết bao nhiêu trong đó. Đó, bây giờ lên chửi thẳng Mạnh Thường Quân luôn. Đây là cái kết, đây là cái kết của những kẻ tin nó trí thức đàng hoàng. Đó, những Mạnh Thường Quân cũng mình cũng trách Mạnh Thường Quân nữa. Đó, cái mạng mặt nó như vậy, cái bản mặt nó như vậy mà tin tưởng nó mà đưa tiền cho nó, tối ngày nó thắt cà vạt. Cà vạt nè, mới bảo lấy cái cà vạt xiết cái cổ mẹ vào đi. Đó, tin nó trí thức, tin nó đàng hoàng. Đó, và cái kết những kẻ phản phúc, cái kết những kẻ phản của thám tử. Đó, những kẻ phản là nó sẽ ủ tờ, cái kết của những kẻ phản là ủ tờ, cái kết thách thức người ta. Người ta có tiền đi giúp người nghèo người đời thì người ta có tiền kiện mày đó thám tử. Ta sẵn sàng bỏ tiền ra bạc trăm để giúp người mình không quen biết thì họ sẽ sẵn sàng đưa mình vô ủ tờ khi mình chửi họ, mình thách họ. Tại họ thừa kinh tế, tại thừa kinh tế mới đi giúp đỡ người nghèo, đúng không cả nhà? Mà thám tử ngày tối nó ngồi nó chửi hả, trời ơi nhìn cái mặt nó dại dễ sợ mày, nó chửi quá trời, chửi nạt. Trong điện thoại nó đã nạt cái người đó rồi, nó chửi rất là nhiều Mạnh Thường Quân. Đó, luật sư khờ cái nhà, luật sư khờ đâu có nghĩ ra cái thằng đệ mà mình tin tưởng nó ăn trên đầu trên cổ mình, đúng không? Luật sư khờ làm sao mà nghĩ ra được cái thằng đệ đó, cái thằng đệ giả danh trí thức, giả danh đàng hoàng, nói là tiền của mình làm từ thiện, thật chất mình mượn qua cúng Phật. Mà mấy đứa mượn qua cúng Phật thường thường là hai bị nghiệp hoặc te tu luôn chứ không phải bình thường. Đó, ông luật sư khờ bây giờ cay đắng rồi. Đâu có nghĩ cái thằng đệ mình tin tưởng mà nó ăn trên đầu trên cổ mình biết bao nhiêu tiền đâu, đúng không cả nhà? Và Mạnh Thường Quân ngỡ ngàng ngơ ngác khi thằng thám tử nó lộ cái bản thật của nó ra, lộ bản chất thật của nó ra. Nó đã lộ bản chất thật từ lâu rồi, từ cái vụ Hồ Duy Hải tới vụ Tịnh Thất Bồng Bềnh tới vụ chị Nguyễn Phương Hằng rồi tới vụ này, nó đã lộ từ lâu rồi. Tại vì bản chất con người nó rất là điếm thúi, rất là trơ trẽn và rất là thâm độc. Nó chơi với ai là nó muốn ngồi kèo chơi, nó muốn ngồi lên đầu lên cổ người ta. Nó chơi với ai là nó muốn trục lợi từ người đó, te tua người đó mà không cho nó trục lợi là nó quay mặt liền. Đó, thằng thám tử là như vậy đó. Lúc trước Út không cảnh báo Ni, Út cảnh báo Ni bây giờ sự việc xảy ra rồi. Tại vì lúc trước nếu mà nói ra liệu Ni với Hồng Loan có tin Út hay không, cộng đồng mạng có tin Út hay không, khi nó mang một cái dáng vẻ trí thức đến luật sư miễn phí giúp đỡ Hồng Loan, lúc đó Út nói có ai tin Út không? Đó, ăn bẩn giết mà thằng thám tử nó ăn bẩn giết mà hai đứa con nó không phát triển cái nhà, không phát triển, bị bệnh nghển ngãn đần độn đó, bệnh mà không phát triển đầu óc đó. Đó, ăn giết mà vậy đó. Ăn giết mà con bây giờ không có đứa nào mà biết trời biết đất gì đó. ngơ ngẩn ngơ ngơ. Đó, giờ bắt đầu chia tay đầu quà mới ghê. Điện thoại qua bên bà cái chị mà Mạnh Thường Quân á, đòi quà luôn, đòi từ ký cơm khô chút ở cuối video nói hàm, từ ký tôm khô, từ lít mật ong và những cái bánh nữa. Ghê chưa hả? Bây giờ mày quy ra số tiền đó đi, mày quy ra số tiền đó mày trả cho người ta đi
hả? Người ta gửi mày biết bao nhiêu tiền tỷ mà có mấy lít mật ong với mấy ký tôm khô mà nó kể đó, mà mật ong bán trên chợ, bán ở trên chợ có mấy lít mật ong mà tính 18 triệu 15 triệu. À, chia tay đầu quà à, mày với bà mặt trời mù á, bẩn bẩn hơn cái hàm xí, hàm xí ngầu, hàm xí, đúng không? Thánh tử bà mặt trời mù hai đứa giống nhau, bởi vậy nó mới lái nhau, mới bụp nhau, mới múp nhau, đúng không? Bà mặt trời mù cũng vậy, cá cược đã vào 120 triệu không trả. À, giờ thánh tử ăn biết bao nhiêu tiền mạnh thường quân. Những người này nè, cái bộ tam sơn này nè, lúc trước á là bộ tam sơn chuyên gia ăn tiền mạnh thường quân, từ Rama này tới Rama khác ăn giết mà mặt mày bà mặt trời mù giết con trai khách sạn, giết chứ thảm tử không ra gì luôn, ăn giết người nào lấy mặt mày ngơ ngơ ngẩn luôn. Tại biết sao? Lường gạt khán giả nhiều quá à, cái nghiệp nó quật, mặt người nào lấy tối tâm, mặt người nào lấy chướng khí chướng mùa cái nhỉ, đúng không? À, lường gạt ta quá đó. Con mẹ mà trời mù ăn cho bẩn vô, ăn cho cố vô, ăn tiền mà mạnh thường quân cho cố vô, giết thấy nó lạnh luôn, nhìn thấy nó lạnh luôn, nhìn muốn bỏ ăn luôn. Bà chảnh cho bà mặt trời mù, bà trả 120 triệu tôi nha. Bữa nay bà khen, trời ơi khen, à, khen anh bằng thờ, à, đẹp trai, trời ơi quá đẹp trai ha, đẹp trai ghê ha, cà nheo, đẹp trai ghê ha. Vé bán không đủ, ủng hộ vậy, vé thế nào gọi không đủ. Bây giờ nó in 1000 vé ra, có đủ không? Không mà chẳng lẽ là cái show anh bằng thờ in ra 30 vé, rồi ta mua lố 33 vé, không đủ bán, cũng dám đó mà. Nguyên cái show in ra đúng 30 vé, vé ba không đủ, trời ơi, dữ vậy sao, khiêm tốn dữ vậy sao, không đủ sao có 30 người coi vậy mẹ, hả mẹ mặt trời mù, hả, đã già rồi mà còn mặt trời mù nữa, đã mặt trời mà còn mù nữa, thua luôn, lái gì thám tử giết mày điên, tâm thần nhẹ, đúng không bà mặt trời mù, à, đúng không cái nhà, đó, chửi thẳng mạnh thường quân luôn, chỉ thẳng mạnh thường quân, chửi nó nạt nộ luôn, đó, nạt nộ, rồi ốc sẽ đặt một vòng trạng thái thám tử à, nó đầu quà ha, chia tay đầu quà ha, kia okay, chia tay đầu quà góc cầu cũ ha. Xin chào quý vị cô chú, con tên là thám tử L, nó xưng con ha, nó xưng con, đang sinh sống tại Việt Nam, thời gian qua con bán hàng cho nhiều cô ở Mỹ và gửi dịch vụ vận tải. Con có quen một cô Zalo tên là Hà Nguyễn, giới thiệu là sống ở Florida. À, chị này có nhờ con cất giúp bà con nghèo ở Việt Nam và kêu con cất 3 căn. Kêu mày cất 3 căn thôi. Mày đi quyên góp tùm lum tùm la. Kêu mày cất 3 căn rồi ta. Rồi mày đi quyết tùm lum quyên góp tùm lum tùm la. Rồi mày lừa ta mày ăn. Đó. Tuy nhiên khi con cất xong thì chị này không nghe máy con nữa. Ủa, chị này không gỡ tiền về. Rồi mày lấy gì mày cất mà mày nói không nghe máy hả? Chị này không gỡ tiền về, sức mấy mà mày bỏ tiền ra mày cất cho người nghèo, ngay cái cầu cho ba vợ mày đi mà mày còn quyên góp người ta, thì sức mấy mày bỏ tiền ra mày cất cho người nghèo mà mày nói là khi cất xong là điện chị này không nghe máy hả? À, ta sợ mày đó, ta tởm mày đó. Chị đó nói là chị đó giả bộ bệnh lặng né đó, tối ngày đầu tiền mà xin tiền hoài. À, tổng là 3 căn nhà 90 triệu nhưng chị này chỉ chuyển 50 triệu. Con cũng không biết chị ấy có kêu gọi của ai nữa không. Quá trình làm nhà con đều thực hiện đúng và báo cáo đầy đủ. Trước đó ngày 18 tháng 3 chị này có kêu con gửi hàng qua đó gồm 3 lít mật ong, 10 kg tôm khô, 3 kg trà bông. 3 lít mật ong nhiêu tiền cả nhà? Cho 1 lít 2 triệu đi là 6 triệu đúng không? 10 kg trà bông. 10 kg trà bông bao nhiêu tiền cả nhà? À, 3 kg trà tổng cộng 15 triệu 300 ngàn. 15 triệu. À, chi phí vận chuyển tổng cộng là 18 triệu. Gần 19 triệu, 18 triệu 970 ngàn. À, có bao nhiêu đó thôi mà 18 19 triệu ghê chưa? Đó. Sau đó gửi qua địa chỉ cho chị ấy. Đó. À, chị ấy đã khóa máy. Chị ấy báo với con gái đã nhận hàng, hẹn con nhiều lần không trả, chặn số con. Sau con điều tra biết chị này tên bên đó là Ngọc, tên theo là Trần Thị Beo. Nghề của chị này hình như là nghề neo. Nay con gửi thông báo này đến bà con cô chú.
quen chị ấy trả tiền cho con, đó là tiền mồ hôi xương máu vất vả con làm ra. Ủa nó nghe nè, tại sao lúc trước mày không đòi, tại sao lúc trước chưa phanh phôi ra cái vụ mà mày ăn chặn tiền cất nhà của người ta mày không đòi, mày ăn chặn tiền của luật sư khờ mày không đòi, mà bây giờ khi người ta phanh phôi ra rồi mày mới đòi là sao hả? Những cái món này là mày tặng người ta đó, mày ăn tiền người ta nhiều quá mày tặng người ta đó, chứ không phải bán đâu, mày tặng đó. Người ta chuyển tiền về mày ăn 150 triệu của bà của ông cố nội luật sư khờ rồi, mày ăn luôn tiền xây nhà nữa là quá trời tiền rồi. Cái món này là mày tặng người ta đó, mày tặng để lấy lòng người ta đó. Bây giờ mày nói người ta mua không trả tiền, nghĩ sao? Người ta bỏ tiền ra để giúp người nghèo được mà ta không có mười mấy triệu để trả tiền hàng cho mày sao hả? Mà có người ở bển mua hàng mà không trả tiền sao? Đã ta bỏ bạc 100 triệu ra ta giúp đỡ Hồng Loan, giúp đỡ xây nhà mà ta đi ăn giật mấy cái chà bông, mấy lít đàn ông giả hả? Hả Thanh Tử, tại sao lúc trước không đòi? Mày tặng người ta mày đòi cái gì? Lúc trước nó tặng mày đòi gì cái nhà? Bây giờ nó bị dồn đường cùng quá, nó cố tình nó đòi như vậy, ý là nó vu qua giá quả là ta là ăn giật đó đó. Cái hành động mày nè là cái hành động làm cho chị này quyết tâm kiện mày nè. Còn biêu chuyển tiền, còn cái cuộc nói chuyện, thử coi mày tặng người ta mày bán người ta như út nè. Tự nhiên cái mình bỏ tiền ra cứu người nghèo, cái mình đi ăn giật tiền hàng của người ta, có điên không? Hay giờ tôi lấy tiền đó tôi đi mua họ hàng tôi ăn, tự nhiên giúp đỡ người nghèo đã giờ hết tiền cái ăn giật của người ta là sao? Nó tặng người ta đó, rồi sao mày nói là người ta mua đó? Tại sao lúc trước không đòi mà bây giờ người ta post mình ra rồi mình mới đòi hả? Là sao? Muốn gấp lửa bắt tay người hả? Trước khi mình gấp lửa tay người là tay mình bỏng trước rồi, hiểu không Thám Tử? Nay con bị như thế con rất buồn. Ủa cái mặt mày biết buồn sao? Cái mặt mày biết buồn hả? Mày có phải là con người đâu mà biết buồn hả? Mày là súc sinh gì đâu không, súc sinh gì đâu không, không phải con người đâu mà biết buồn hả? Con xin gửi kèm tin nhắn và chứng cứ chuyển hàng đến cô chú. Nó gửi kèm đơn chuyển hàng à. Mày chuyển hàng mày tặng người ta, mày tặng người ta đã rồi bây giờ mày đòi. Lúc đó mày không đòi, lúc người ta chưa phốt mày không đòi, lúc người ta chưa phun phôi vụ mà gỡ 150 triệu về cho luật sư khờ gọi về Hồng Loan sao không đòi hả? Chứ không phải mày thấy ăn cái tiền đó ngon quá mày im luôn, mày cho tiền hàng đó luôn hả? Mày tặng món hàng đó hả? Giờ bây giờ người ta đòi mày cái mày giả bộ phớt tên lợi hả? Có ai đời mà có tiền để giúp đỡ người ta rồi mình đi ăn giật tiền hàng không? Có ai vậy không? Tự nhiên có tiền để giúp đỡ người khác mà đi ăn giật tiền hàng. Mày còn non và xanh lắm lắm Tử, mày làm cái gì cũng không qua cái nghiệp á, đúng không nhà? Tại sao người ta thiếu nó mấy gần năm nay nó không đòi mà bây giờ người ta phớt nó lại đòi? Nếu như bà này chưa phớt đó thì nó có đòi hay không? Bà này im luôn, giờ nó có đòi số tiền hàng đó không? Hay là nó im luôn? Nó ăn người ta mấy gần 200 triệu mà tiền hàng có mười mấy triệu à? Giờ nó đòi người ta thì bây giờ mày trả người ta 200 triệu đi, rồi người ta sẽ trả cho mày tiền hàng, đúng không Thám Tử? Thám Tử nó bẩn chưa từng có đó nha. Nói về độ bẩn á, là không ai qua Thám Tử, nó nói thiệt luôn. Nói về độ bẩn, độ lương lẹo là không ai qua Thám Tử. Đó, nó bởi vì cái nghiệp con nó gánh hai đứa con, đẻ ra hai đứa con khờ không phát triển trí não. Vậy ông nói tới thằng Hoán Bình Dương xíu đi. Ngày qua sinh nhật vợ đó mà nó dẫn vợ đi lợi nhà ông xin, dẫn lợi vợ đi nhà ông xin chụp hình với cậu. Đó, chụp hình với cậu. Đúng rồi cái nhà. Từ đây sẽ kết thúc. Sinh nhật là kỷ niệm cái ngày sinh của mình ra, mà mình đi chụp hình với người đã khuất. Đúng nha, mình đi chụp hình với người đã khuất. Rồi liệu cậu có phù hộ cái hai vợ chồng bay khi hai vợ chồng bay hại con người ta không hả? Hoán Bình Dương hả? Hết chỗ chụp hình để kỷ niệm sinh nhật hả? Hết chỗ để đãi sinh nhật hả? Hết người để chụp hình để đãi sinh nhật sao? Phải khi mình tử tế, mình bảo vệ con người ta thời gian qua, thì bây giờ mình lỡ mình chụp hình thì cậu phù hộ. Còn mình chửi mắng, mình dũa xả con người ta, mình gài con người ta, rồi sinh nhật vợ mình dẫn lợi nhà ô xin chụp hình với cậu làm gì vậy? Kêu gọi quyên góp hả? Cộng đồng mạng ai không biết cái bản mặt mày mà kêu gọi quyên góp hả? Ngày sinh nhật là ngày kỷ niệm mình sinh ra mà đi chụp hình với người đã mất, y như con ve luôn. Sinh nhật con của nó không chụp hình với ông nội bà ngoại mà chụp hình đem cái hình con của nó chạy chạy màn hình led với cậu Năm. Từ đó là con ve te tua luôn. Đây là một cái điềm đó nha, một cái điềm đó. Sinh nhật của mình là cái ngày sinh ra
là cái ngày vui vẻ mà đi chụp hình với người đã khuất. Mà cái người mà tụi bay đang chà đạp con người ta đó, liệu cậu phù hộ hai chồng bay không hả? À, mà Út phải cái nhà suy nghĩ đúng không? Đứa nào mà giả bộ lợ bảo vệ Hồng Loan đi chụp lợ mà đứng trước bàn thờ cậu hoặc chụp hình với cái tượng cậu y như rằng vài ngày te tua tơ tả cuộc đời luôn. Nhà để ý đi, để ý đi, từ người lợ đốt ngang cho cậu, hứa bảo vệ Hồng Loan, thề bảo vệ Hồng Loan, chụp hình với bàn thờ cậu, chụp hình với tượng cậu đúng như rằng chừng vài ngày sau te tua tơ tả cuộc đời luôn. Lớn cỡ là cậu dứt bận rồi. Út, Út không cần thề thốt gì hết. Cứ ai đúng lẽ phải là Út bảo vệ thôi. Không cần thề gì chứ trời. Không cần hứa gì hết. Hồng Loan đúng, Út bảo vệ tới cùng. Hồng Loan sai, ngưng không bảo vệ nữa. Vậy thôi. Đúng không? Đó. Cậu đang viết thám tử kìa. À, tới lượt hai chồng mày đó. Hóa Bình Dương. Đúng không? Cậu đang viết thám tử đó. Tới lượt hai chồng mày, cậu viết hai chồng mày đó. Tự sinh nhật vợ mình. Trở lại nhà Ocean chụp hình với cái tượng cậu. Tao lại luôn. Lại luôn. Một ý tưởng thật là vi diệu. Một ý tưởng mà không thể tưởng tượng luôn. Hết chỗ trở rồi. Cha là nhà ông xin. Nhà ông xin giống như nhà từ đường của bọn quay xe vậy. Nhà ông xin đi chơi là nhà từ đường với bọn quay xe với bọn mà ăn bẩn. Từ Lê Tín là từ sạc pin đồ á, từ mẹ con sáu vào đó là dồn nhà ông xin. Nhà ông xin là từ đường của những kẻ ăn tạp. Xin nhật vợ mình. Giả ra gì chụp hình với cậu. Tao lại luôn. Tao lại mày ba lại luôn hả? Rồi, Út nói vấn đề là le le nha. Le le có người yêu khác rồi cả nhà. Có người yêu khác rồi. Lê, Út nói là anh bàn thờ có người yêu khác rồi. À, hai trợ lý bụp rồi. À, giờ le le có người khác rồi. Le le viết dòng status ha. Trời ơi, sao tôi mê cái ông dạy nhạc Trung Quân quá. Cái nết dạy cưng xỉu. Đàn bà ngộ vậy. Đàn bà gặp ai cũng cưng á. Cũng cưng xỉu á. Cưng xỉu mà bàn thờ tốn hết bao nhiêu tiền rồi hả? Cưng xỉu bàn thờ mớm lờ quốc ca tổ quốc ghi công. À, dạ miệng ăn thui má tư bị nghiệp quật. Bây giờ te tu tơ tả mất biết bao nhiêu tỷ rồi. Một chiếc xe và tiền trong nhà nữa, rồi bán hàng ế, làm răng ế, mỹ phẩm ế, tiếp tốn biết bao nhiêu tiền với thằng bàn thờ rồi. Giờ bàn thờ bây giờ có người khác rồi, bắt đầu le le chuyển hướng rồi. Chuyển hướng qua ông dạy nhạc rồi. Ông Trung Quân à, cái nết cưng quá trời, gặp ai cũng muốn cưng xỉu. Cưng xỉu cái nết ông dạy đời không biết sao mà le le cưng xỉu. Đi qua nước ngoài nhớ Việt Nam cũng muốn xỉu, giờ cưng cái ông này cũng muốn xỉu. Tướng Nhân Châu gặp ai cũng muốn xỉu. Ngộ vậy. Mình đẹp mà, mình tài mà, mình có tài mà, sao mình không kiếm được người nào ngon lành vậy? Mình gặp ai cũng bá vô, gặp ai cũng bá vô đã cưng xỉu vậy hả? Cưng xỉu bàn thờ hết mớ tiền rồi. Giờ cưng xỉu ông dạy đời nữa chắc tán gia bại sản thiệt quá. Thấy gớm không? Hả? Thấy chắc mấy đứa con nó hãnh diện lắm. Mấy đứa con nó đi học nước ngoài á, nó nhìn mẹ nó hãnh diện. Trời ơi, mẹ tôi hãnh diện lắm, hãnh diện với mẹ tôi lắm. Mẹ tôi thấy đàn ông nào mà cưng cưng là mẹ tôi xỉu à, mẹ tôi cưng cưng là mẹ tôi xỉu à. Cưng là mẹ tôi đem tiền nuôi, cưng mẹ tôi đem tiền nuôi à. Mỗi lần cưng là mẹ tôi tốt tiền tỷ à. Đúng không nha? Đó. Bởi sao? Bởi cái tánh con le le như vậy nên cái nghiệp khiến nó như vậy để nó mới hết tiền. Tại nó coi khi dễ người nghèo, coi thường người già, nó khi dễ vợ chồng Đinh Tý nghèo. Mấy chốc vợ chồng Đinh Tý sẽ già hơn nó. Tại vì vợ chồng Đinh Tý bán hàng rất là giỏi, hai chồng rất giỏi. Cậu đồng mạng ủng hộ nữa. Đó, cậu năm phù hộ nữa. Làm ăn mấy chốc vào gấp ngàn lần con le le. Cái le le nó nhờ chồng cũ nó để lại số tài sản. Nó ăn giọng, nó tưởng nó lớn nhất, nó tưởng nó giàu nhất. Đó, nó chỉ là một con ếch thôi. Con ếch còn đá giếng thôi, chả hơn ai. Chả hơn ai trong cái cõi ta bà này. Mà lúc nào cũng trịnh thượng, vỗ mà xưng tên. Y như con cá bảy màu. Cá bảy màu có mấy đồng bạc chụp bên đăng lên hoài. Cái tiệm vàng bán 800 năm nay rồi vẫn để cái ký hiệu làm cái hình nền bách rau đăng lên. Đó, y luôn. Vỗ mà xưng tên là tiền ăn không hết. Tiền ăn không hết mà tối ngày trời lên trên drama chửi này chửi người kia. Tôi tiền ăn hết tôi hỏi chửi ai. Sống cuộc sống bình yên cho nó khỏe. Tối ngày trời lên kiếm du khống bị đặt kiếm từng cái view cái like mà dỗ vật xương tên tiền ăn không hết mà nhìn ăn bận thấy là nóng lạnh nè, đúng không cá bé màu hả? Giờ 4-6 lá đơn chuyện tới đâu rồi hả? Giải quyết tới đâu rồi? Tôi nói chuẩn bị ông nội có ăn tết được không, có cho ăn tết không cá bé màu hả? Bữa nay đánh chửi được bác sĩ Long vô học á, vô học là bác sĩ
có học làm ế, làm ế, ế mà xíu người. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha, bye bye.